Chào các bạn, thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với một vài câu lệnh hay là toán từ cơ bản ở trong SQL Server. Thì đây là những câu lệnh và những toán từ mà chúng ta thường sử dụng nhất ở trong SQL nhé. Khi bạn viết những câu query để làm việc kết nối cơ sở dữ liệu với cái hệ thống của bạn, thì bạn phải sử dụng những cái câu lệnh cơ bản này, đúng không? Trong Agenda hôm nay ta sẽ có câu select, là chúng ta sẽ lấy data từ trong table về thị ra ngoài. Insert là chúng ta thêm mới data. Delete là chúng ta xóa data, xóa bản ghi ở trong cơ sở dữ liệu. Update là cập nhật thông tin của bản ghi đó trong cơ sở dữ liệu. Line hay là in là toán tử để chúng ta filter data. Đấy. Ví dụ như chúng ta không có toán tử line hoặc in, thì chúng ta select data từ trong table ra ấy, thì chúng ta sẽ lấy toàn bộ data, đúng không? Thay vì chúng ta lấy toàn bộ, chúng ta lấy từ in và like, đúng không? Để filter cái dữ liệu chính xác bạn mong muốn. Ok, thì mở SQL Server chúng ta sẽ có hai cái table ở trong database lớn SQL DB, đúng không? Bây giờ tôi sẽ tạo mới query nhé. Rồi, thì tôi sẽ sử dụng câu lệnh select đầu tiên để tôi select dữ liệu từ trong bảng product ra ngoài cho các bạn nhé. Rồi, thì tôi sẽ select sao. Select sao có nghĩa là gì? Select sao có nghĩa là tôi lấy toàn bộ trong bảng product, ví dụ có 5 cái cột thì tôi lấy toàn bộ cả 5 cột đó và hiển thị tất cả dữ liệu của nó ra. Đấy. Sao from product. Ok. Tôi sẽ có là hay là db.product, thì DBO này đây là schema của cái database này. Chúng ta có thể custom cái DBO được nhá. Rồi, product. Đây tôi sẽ lấy toàn bộ dữ liệu này từ bảng product và tôi ấn execute hoặc ấn F5 trên bàn phím của các bạn nhé. Rồi, thì bạn có thể thấy là tôi sẽ lấy toàn bộ những cái data bản record thuộc bảng product hiển thị ra ngoài đây. Rồi, thì để lấy toàn bộ chúng ta cũng có một cách khác. Ở đây ta sẽ có 2, 4, 5, 5 cái cột, đúng không? Thì thay vì chúng ta select sao thì chúng ta có thể select và chỉ rõ các tên cột mà chúng ta muốn lấy. Đấy. Ví dụ bạn muốn lấy 5 cột thì bạn có thể điền là đầy đủ tên của 5 cột: product ID, category ID, product name, product price, product quantity. Bạn phải liệt kê toàn bộ 5 cái cột đấy ra, đúng không? Hoặc là trong trường hợp nữa là trường hợp bạn chỉ muốn lấy 3 trong số 5 cột này thôi, thì bạn chỉ cần gõ tên 3 cột thôi, thay vì phải gõ cả 5 hoặc là để sao. Thường thường ấy, khi các bạn lập trình là chúng ta sẽ hạn chế để câu lệnh sử dụng cái từ sao nhé, select sao from ấy. Tại vì sao? Tại khi chúng ta select sao from ấy, chúng ta lấy toàn bộ tất cả những bản ghi và tất cả những column thuộc bảng đó ra bên ngoài, thì bộ nhớ nó phải cấp phát bộ nhớ nhiều hơn để lưu trữ cái thông tin mà chúng ta lấy ra, đúng không? Thay vì chúng ta cứ lấy tất cả thì chúng ta dùng gì chúng ta lấy đấy thì nó sẽ tốt hơn và nó giảm thiểu được 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 cái bộ nhớ hơn, đúng không? Cho server cũng cột các bạn. Ok, khi bạn execute xong, đúng không, bạn thấy chúng ta sẽ có hai cái table kết quả ở đây. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ có là cái hai câu lệnh select. Nếu các bạn không lựa chọn bất kỳ câu lệnh nào đấy, ví dụ là tôi lựa chọn câu lệnh thứ hai chẳng hạn này, execute, thì nó sẽ ra chỉ kết quả cho cái bảng thứ hai thôi. Trường hợp ngược lại, khi chúng ta có rất nhiều các câu lệnh ở trong một cái câu query đây mà chúng ta execute, thì nó sẽ execute từ trên xuống dưới nhé. Đấy. Ok, tôi sẽ đặt tên nó là select statement và trừ trừ đây là để là phần comment. Ok, tiếp theo tôi sẽ làm việc với câu lệnh thứ hai là câu lệnh insert statement. Thì câu lệnh thứ nhất là chúng ta đã làm việc để lấy data hiển thị ra bên ngoài. Thì câu lệnh thứ hai là insert, là chúng ta sẽ insert dữ liệu tạo mới vào trong cái table, đúng không? Thì cú pháp là insert into table, xong là chỉ rõ cột bạn muốn insert và value mình muốn insert. Là insert into product table nhé. Đấy. Tôi sẽ chỉ rõ là cột gì. Tôi copy cả 5 cột nhé. Value. Và ở đây tôi có 5 cột thì tôi phải điền dữ liệu tương ứng cho cả 5
cả năm cái giá trị. Tại vì product ID tôi đang để tự tăng nên tôi sẽ bỏ đi và tôi sẽ để là 4 cột thôi. Chính vì vậy chỗ value tôi phải điền vào 4 cái value cho tương ứng 4 cột. Tôi bôi đen nhé và tôi execute có lệnh để xem thế nào nhé. Một row affected có nghĩa là đã thành công rồi này. Rồi tôi chạy lại xem. Đấy. Bạn thấy tôi có bảng ghi thứ 9 với product ID là 14 vừa được tạo xong nhé. Và tôi sẽ insert một vài bảng ghi nữa. Đổi tên 1 2 3 thôi cho nó dễ. Tôi sẽ bôi đen toàn bộ để chạy nhá. Sau khi chúng tôi ta chỉnh sửa thông tin xong. Hiện tại chúng ta có 9 bản ghi. Và sau khi tôi execute câu lệnh insert được xong thì chúng ta xem sẽ có bao nhiêu bản ghi nhá. Tôi thêm 3 bản ghi nữa. Execute. Đấy, 3 bản ghi mới được add thêm này. Nó add tuần tự luôn đấy. Select lại. Đấy thì tôi sẽ có là 12 đúng không? 9 cộng 3 bằng 12 mà. Đúng không? Ok. Chúng ta đã hoàn thành câu lệnh insert. Rồi. Và bây giờ tôi sẽ select lệnh delete. Delete để xóa bỏ bản ghi hay dữ liệu thuộc cái table nào đó. Tôi sẽ đi tìm một cái kết quả nào tôi muốn delete nhé. Tại vì câu lệnh delete rất nguy hiểm nên là bạn khi bạn muốn delete một item nào đó bạn phải xác định được rõ chìa khóa chính của cái item đó. Cú pháp là delete from product. Tôi sẽ xóa thành công rồi này. Ta select lại xem này. Đấy. Bạn để ý sản phẩm của Product ID là 15 đã bị mất đúng không? Ok. Ok. Bây giờ tiếp theo chúng ta sử dụng câu lệnh delete statement để xóa bản ghi từ trong cơ sở dữ liệu ra. Tôi sẽ xóa bản ghi 16, 17 đi nha. Với product ID làm xong 16 17. Rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ có lệnh update. Thì cú pháp là update xong table, xong set value cho cái table, cho các cột của table. Đây tôi đổi tên sản phẩm này. Số lượng tôi đổi nhá. Where cái quan trọng nhất này. Nếu bạn không có where thì update toàn bộ tất cả bản ghi trong cơ sở dữ liệu của bạn về cùng một dữ liệu đấy, cẩn thận. Làm việc với update delete là cực kỳ nguy hiểm. Chính vậy bạn không nên quá chủ quan nhé.
Bạn chủ quan là bạn mất hết data đấy. Ok, tôi execute có lệnh này nhé. Tiếp theo chúng ta có toán từ like. Để xem nó hoạt động như nào nhé. Đây tôi đang tìm kiếm nhé, đúng không? Nếu tôi tìm kiếm product name chính xác với cái tên là iPhone 7 Gold chẳng hạn, thì tôi sẽ tìm đúng được cái sản phẩm mà tôi mong muốn, đúng không? Tuy nhiên đôi khi chúng ta không thể nhớ được full toàn bộ các tên của sản phẩm đó, thì chắc chắn chúng ta tìm không ra gì, đúng không? Đó. Không ra gì luôn. Vậy để khắc phục điều này chúng ta sẽ làm như nào? Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng toán từ like. Toán từ like sẽ giải quyết vấn đề chúng ta. Thì nếu mà like, chúng ta sẽ có cú pháp là like và %% sau các từ khóa. Còn nếu không thì không có từ phần trăm thì nó cũng bằng tương tự với toán từ bảng. iPhone phần trăm có nghĩa là tôi sẽ đi tìm tất cả những cái sản phẩm có tên là iPhone và đằng sau có thể có thêm tích nữa. iPhone nó bắt đầu trước nhé. Ngược lại thì nếu để dấu phần trăm đằng trước thì chúng ta sẽ có ra trường hợp ngược lại thôi. Ok. Thì phần like nó sẽ có phần trăm thì có thể đặt trước là sau cũng được, không vấn đề gì. Đặt nguyên trước, đặt nguyên sau hay đặt cùng hoặc một cái dữ liệu để là filter ra thì đều được hết. Đây. Chạy lại nhé. Đấy, nó lấy ra hai sản phẩm rất rất đẹp luôn. Ok, kiểm tra luôn để tôi thay text ở đây nhá. Test luôn cây %%. Tôi bỏ cái dưới đi. Ok. Ok. Rồi phần trăm trước. Đấy. Khi tôi cho cái phần trăm đằng trước ấy thì tôi sẽ ra được kết quả là có cả chữ test iPhone 7. Ok.
Tiếp theo ta đi làm việc với toán từ in nhé. Thì về cơ bản là in cũng tương tự như toán từ like thôi, mục đích để filter dữ liệu một cách phù hợp nhất đối với từng cá nhân, đối với từng mong muốn, đúng không? Đấy, khi đây chúng ta filter rất rõ ràng, đúng không? Sản phẩm bằng 1 lấy ra, sản phẩm 8 lấy ra. Rồi. Thay vì chúng ta phải viết nhiều câu lệnh như này, đúng không? Mỗi một sản phẩm lại viết một một câu lệnh, hai câu lệnh, ba câu lệnh rất dài, đúng không? Để giải quyết được việc này chúng ta sẽ có cách nào không? Câu trả lời là có. Chúng ta sẽ dùng toán từ in. Đấy. Mở ngoặc 1 phẩy và 8 thì nó cũng tương đương với việc hai câu lệnh vừa rồi. Ok. Rồi. Thì tôi đã vừa hướng dẫn các bạn bạn cách làm việc với các câu lệnh cơ bản cũng như các toán từ cơ bản và thường gặp trong SQL. Tôi hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn gặp lại. Bye bye.